chị có thể hỏi anh ấy giúp em, bởi vì em không biết nói tiếng 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 Anh đúng không ạ? Chị có thể hỏi anh ấy giúp em là vì cái lý do nào đó mà anh này lại hâm mộ, mến mộ thầy Minh Tuệ như vậy ạ? Why you come here? Why, what do you think about it? Tell him I love what he's doing for the people. I wish it was like that in the United States. The way he, I like, it gives the people hope. And I wish he had more people like him in the United States. Ông hy vọng là ông thấy cái hành của thầy rất là giúp được nhiều người đó mà giác ngộ ra rồi có nhiều người đi theo thầy, nhiều người kính hộ thầy giống như ông vậy đó. Ông hy vọng là có nhiều người theo hơn nữa. Ông tại vì ông thích cái hành của thầy, ông rất là thích. And he spreads the word. Ông nói là thầy giúp cho mọi người được đoàn tụ lại. Yêu thương nhau nhiều hơn đúng không? Và chị có thể hỏi giúp anh trai đấy, giúp em một câu nữa là ý là anh trai này đã biết thầy Minh Tuệ từ đâu ạ mà để hôm nay tìm đến đây để gặp thầy Minh Tuệ? Ông nói ông biết từ em, tại vì em cho ông xem video rất là nhiều. Because he watch every day with me, that's why he know about him. Là như nào em không hiểu? Ông nói là ông nhìn cái TV nhiều quá, ông đi TV. Thấy cái TV. Là hôm nay là tìm đến là ngưỡng mộ thầy. Ngưỡng mộ thầy rồi rất là hy vọng nhiều người thích thầy hơn. Dạ. Tại vì ông nói là thầy đi một cái cái này với ai cũng thích, là ai cũng muốn gần nhau hơn. Ai cũng đi tới để trên đỡ thầy cũng như là đạo hay chưa hay bất cứ cái gì cũng. Dạ, bởi vì em cũng muốn lan tỏa một cái thông tin đấy, là ý là kể cả người nước ngoài họ cũng rất là yêu mến thầy Minh Tuệ. Yêu mến thầy Minh Tuệ ở đây là qua những cái việc là thầy là để cho mọi người là gần lại với nhau hơn, yêu thương nhau hơn, bỏ bớt tham sân si và học được nhiều điều tốt đẹp đúng không? Ông thấy cái hạnh của thầy, ông thấy cái điều đó là làm cho tất cả bao nhiêu người cũng được thương yêu nhau, cũng được đến một cái con đường. Vậy anh chị cho em hỏi là anh chị bây giờ hiện tại mình đang ở đâu ạ? Hay là mình đang ở Việt Nam? Đang ở thành phố Nha Trang. Vậy là hôm bữa là mình từ Nha Trang đến Gia Lai. Dạ đúng rồi. Và sau khi mà đến Gia Lai rồi không gặp được thầy thì nghe thầy lại về Nha Trang thì chị có thấy vui không? Dạ rất là vui. Dạ, nhưng thành thử đó, mà hôm nay mới có thể gặp lần nữa thầy mà giờ hy vọng là dạ. Ông còn 2 ngày nữa ông qua rồi, ông về chỉ có 10 ngày. Là 2 ngày nữa lại qua lại bên nước ngoài. Tại vì thầy anh muốn về được gặp thầy thôi, xong rồi đây cũng là về muốn gặp được thầy. Là từ bên nước ngoài về Việt Nam để gặp thầy Minh Tuệ. Dạ đúng rồi, chỉ có 10 ngày thôi. Trời. Và sao mình về 10 ngày mình không đi sớm hơn đi Gia Lai để gặp thầy? Em thì đi sớm hơn các công việc. Anh thì anh chỉ về gặp thầy thôi chứ anh không có công việc gì hết. Anh muốn về gặp thầy lần nữa thầy. Anh chị có thể chuyển lời cho anh là em cũng chúc cho anh ấy là sẽ mau gặp được thầy Minh Tuệ và đạt được cái ước muốn của mình. Bởi vì mình cũng mang một cái ước muốn rất là lớn để gặp được thầy, nhưng mà nếu đủ duyên thì sẽ gặp được thầy, nhưng mà cũng chúc cho anh ấy thì với một cái khát khao lớn như vậy thì có thể sẽ đạt được. Ý là anh ấy đã được gặp một lần. Em trai của anh. Vâng, thì bọn em cũng chia sẻ là nếu mà cái thời gian này mà sư chưa ra ấy, thì chắc là sư không có ra đâu. Vâng. Thì 2 ngày nữa thì không có biết, nhưng mà thời điểm này mà đông như này thì khó lắm. Sư cũng khó có thời gian. Nhìn anh chị này là hôm bữa ở nhà thầy Minh Tuệ trên Gia Lai mà. Hôm bữa là chị có đến Gia Lai đúng không? Hôm bữa em gặp và thấy là đến nhà thầy Minh Tuệ ở trên đấy. Xong rồi là không gặp xong mới quay ra đây. Từ hôm anh chị ra đây lâu chưa? Mới đi hồi sáng thôi. Sáng tháng này. Và bởi vì hôm bữa là còn trên Gia Lai cũng chưa gặp, chưa đủ duyên. Bây giờ
Cũng chưa chắc, bởi vì là thường thường có lúc thầy 6 rưỡi mới đi cơ. Nhưng mà có thể 6 rưỡi mới đi, nhưng mà lại có thể có 3 lý do. Bởi vì là có 3 con đường, 4 con đường khác nhau, chưa chắc là đi con đường này. Chị ơi, chị có thể hỏi ảnh giùm một câu là nếu mà thời gian như thời điểm này mà không gặp được thầy Sư Minh Tệ thì ảnh có trở về để mà gặp thầy một lần nữa không? Chị có thể hỏi chị có thể hỏi giúp anh này giúp em xem là anh này mến mộ cái điều gì nhất ở thầy Minh Tuệ, điều gì tâm đắc nhất? Ông nói là thầy là làm cho mọi người đều đến như là một cách suy nghĩ tốt hơn, ai cũng đều suy nghĩ một cái hướng tốt hơn. À, có nghĩa là theo như anh này muốn nói là thầy là đem những điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người. Ông rất là giải thích cái điều đó. À, là anh này là những công đức của thầy làm cho mọi người đều rất là thích hơn. Dạ. Tới gần nhau hơn. Dạ. Từ Mỹ, từ bất cứ nơi nào thì gặp thầy vì công đức của thầy. Dạ, dạ vâng. Dạ vâng, vậy nên là anh mới từ bên Mỹ để về Việt Nam. Anh chị có thể hỏi cho anh ấy giúp em một câu là ở bên Mỹ cũng như là gia đình ấy là mọi người có xem về thầy Minh Tuệ nhiều không và có thường truyền tay nhau về thầy Minh Tuệ ở Việt Nam không ạ? Là tại vì mình từ mình ra, nhưng mà gia đình ổng không biết gì, mà ổng gia đình ổng không ở gần ổng, thì chỉ có mình gấp bạn ổng biết. Tell them in the United States my family lives in another state. Yeah, ổng nói là tại vì cái family của ổng là ở rất là xa, không ở gần ổng, thực ra không biết điều đó. À, dạ, dạ. Thì anh có thể là trao đổi bằng tiếng Anh với người trong gia đình hoặc là người quốc tịch của mình. You mean about when you talk English with your family and somewhere your friend and someone you don't know about? Yeah, tell them yes, like with Janine. Oh yeah, ông nói là ông có nhiều rất là nhiều bạn và biết thầy. Tại vì ông nói gì Sư Minh Tệ gì đó. Yeah, tell them we tell people about him. Ông nói rất là nhiều người trong bạn và có người làm ông. Vậy là lan tỏa rất nhiều những điều tốt đẹp về thầy Minh Tuệ đó, tuyệt vời đó. Như thầy Minh Tuệ là luôn muốn mọi người là mình tiến gần đến nhau hơn và bỏ bớt tham sân si, không có cái việc. Cái quay của thầy làm cho ổng mọi người đều thích nhau rồi. Bây giờ chị ơi cho em hỏi nha, em hỏi anh một câu. Tại vì em là bạn của thầy, em muốn thì chị hỏi một câu là điều đặc biệt nhất khi được gặp thầy thì hãy nói được. What did you see the monk and what you say about him? When I actually see him?
doing a great job and continue doing what he's doing. Ông nói là nếu mà gặp được thầy thì ông sẽ nói với thầy là thầy làm rất là tốt, những điều tốt. Yes. Và rất là tuyệt vời. Và em xin thưa với mọi người, mình đang chiều rồi, mình mà bận với những người chắc chắn là mà theo như mình nghĩ nha, thì người này chắc chắn sẽ được thành công. Tại vì còn 2 ngày nữa rồi. Vậy à? Thì, hy vọng là ngày mai. Hy vọng mai cũng rồi. Nay là đang ta thầy đang thêm một chút sản nhân, thầy đang một việc nhân, đang một việc một cách cực. Nên là tiếp bất cứ một người nào thì đã thầy mang một phần tiếp, cho nên là hữu duyên thì gặp một thầy. Thì hy vọng là 2 ngày nữa được rồi. Vâng, rất là tốt. Ông nói là nếu mà như tất cả mọi người vừa được xem thì đây cũng là một người ở nước ngoài rất là yêu mến thầy Minh Tuệ mà hôm nay đã đến đây để tìm gặp thầy Minh Tuệ đó mọi người. Ông nói là ông muốn mọi người được giống như là từ ông thầy là từ ở trên xuống, mà từ ở trên một cái gì đó lâu hơn là cũng như là mà ở một cái gì đó. Đó, đây cũng là một cái sự chia sẻ rất là tuyệt vời của anh chị nha mọi người.